Hải xin kính chào tất cả cô chú anh chị. Rất vui khi gặp lại cô chú anh chị ở một video tiếp theo. Và hiện tại Hải đang có mặt tại tuyến Metro Bến Thành Suối Tiên để cập nhật gửi tới tất cả cô chú anh chị những hình ảnh mới nhất về tiến độ xây dựng của công trình này. Và hiện tại mọi người đã nhìn thấy là khu vực tại Hải đang đi từ đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa hướng lên đến đường Phan Bội Châu nha. Nhưng mọi người thấy khu vực bên trong này thì dù là trời mưa nhưng mà công nhân vẫn đang tiến hành làm giải lót bạt ở dưới để tiến hành đổ đá nha mọi người. Mời tất cả mọi người vào nội dung bên trong video.
Video cập nhật về tiến độ xây dựng mây châu bến thành Suối Tiên ngày 20 tháng 7 của Hải xin được phép dừng tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người đã theo dõi video. Nếu mọi người thấy video hay, có thể cho Hải một đăng ký, một like và ấn chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất kênh. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều.